Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chú chó mặt sợi này nha. Nhìn dễ thương phải không nè, nó làm cũng tương đối đơn giản chứ không có gì phức tạp lắm đâu các bạn. Các bạn làm theo hướng dẫn của mình là sẽ làm được hết thôi. Rồi bây giờ mình con chó mặt sợi này là mình sử dụng hạt 6 ly nha. Các bạn thích làm nhỏ thì làm nhỏ hơn. Dùng hạt 4 ly. Còn nếu thích to hơn á, thì sẽ dùng hạt 8 ly, 9 ly hay 10 ly gì đó. Rồi. Con chó mặt sợi này á, là mình làm hai màu. Chủ yếu là hai màu là màu xanh nhạt với màu xanh đậm. Còn các bạn thích màu nào á, thì chọn màu đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm con chó này nha. Rồi con chó này là mình sẽ đi từ phần đỉnh đầu xuống tới hết phần thân. Xong rồi mình mới đi hai cái má này nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu hướng dẫn nha các bạn. Rồi bây giờ là bước thứ nhất. Con chó mình sắp đi tới đây là mình sẽ đi hai màu là màu vàng với lại màu cà phê. Rồi bước thứ nhất mình sẽ cho vô là 6 hạt màu vàng. Cái thân của nó mình làm màu vàng. 1 2 3 4 5 6. Xong rồi mình lọn dây qua. Đây mình được một dòng là 6 hạt cườm. Rồi bước kế tiếp mình sẽ cho vô sợi dây phía bên tay phải là 4 hạt màu vàng. Dòng này mình lên 5. Cái lớp thứ hai này mình sẽ lên một dòng là 5 hạt cườm. Một nè, 2 3 4. Xong rồi mình mới lòn dây qua. Mình được một dòng là 5 hạt cườm. Rồi bước kế tiếp. Bước kế tiếp nè, sợi dây bên trái mình sẽ đi lòn qua một hạt phía bên tay trái. Xong rồi sợi dây phía bên tay phải mình mới cho vô 2 hạt màu vàng, 1 hạt màu nâu. 1 hạt màu vàng nè, 2 hạt màu vàng, 1 hạt màu nâu. Xong mình lòn dây qua. Mình được một dòng là 5 hạt cườm. Rồi bước kế tiếp là mình sẽ đi lòn qua một hạt phía bên tay trái, dây bên trái đi lòn qua một hạt bên trái. Xong rồi sợi dây phía bên tay phải mình mới cho vô là 3 hạt màu vàng. Dòng này mình lên 5. 1 2 3. Xong mình lòn dây qua. Rồi bước kế tiếp, dây bên trái mình đi lòn qua một hạt phía bên tay trái.
Dây bên phải mình cho vô là 3 hạt màu vàng, vòng này mình lên 5. 1 2 3. Xong mình lòn dây qua. Mình được một vòng 5 hạt cườm. Rồi bước kế tiếp mình đi lòn qua một hạt phía bên tay trái. Dây bên trái đi lòn qua một hạt phía bên tay trái. Rồi sợi dây phía bên tay phải mình mới cho vô 2 hạt màu vàng, 1 hạt màu nâu. 1 vàng, 2 vàng, 1 nâu. Xong mình lòn dây qua. Chỗ hai cái điểm màu nâu này là hồi là lên cái lỗ tai đó các bạn. Rồi bước cuối cùng của lớp này, sợi dây bên trái mình sẽ đi lòn qua 2 hạt phía bên tay trái. Một phải không? Hai. Xong rồi sợi dây phía bên tay phải mình mới cho vô là 2 hạt màu vàng, vòng này mình lên 5. Đây mình được một vòng như vậy. Rồi bây giờ bước kế tiếp dây bên trái mình đi lòn qua một hạt phía bên tay trái. Dây bên phải nè mình mới cho vô một hạt màu vàng, 2 hạt màu nâu. Rồi một hạt màu vàng nữa. Dòng này mình lên 6. Ở dòng này mình lên mắt luôn nha các bạn. Rồi mình lấy sợi dây phía trên nè. Mình mới đi lòn ngược về bên trái một hạt phía trên. Giờ mình quay là hướng này nha các bạn. Xong rồi mình mới cho vô một hạt để làm mắt. Cho vô một hạt màu đen nè. Xong rồi mình mới đi lòn qua một hạt màu nâu. Rồi lòn về hạt màu vàng. Hạt màu vàng ở góc mà hồi nãy mình kết thúc hai dây đối đầu nhau. Đó là dây sẽ đi lòn qua cái hạt này. Xong lòn về cái hạt màu vàng này. Lòn tròn lại tạo thành vòng mắt. Rồi tiếp tục. Nó về chỗ cũ đó phải không các bạn? Rồi bây giờ bước kế tiếp nè. Sợi dây phía bên tay trái á, bên tay phải đi, giờ mình gọi nó là bên tay phải, mình quay ngược đầu ra đây à. Dây bên phải đi lòn qua 2 hạt phía bên tay phải. Xong rồi sợi dây phía bên tay trái nè. Dây bên trái mình mới cho vô 2 hạt màu nâu, 1 hạt màu vàng. 1 hạt màu nâu, 2 hạt màu nâu, 1 hạt màu vàng. Xong mình mới lòn dây qua.
đây phải không? Rồi như vậy mình mới lấy sợi dây phía trên nè, mình đi lòn ngược lại bên trái một hạt cơm, cũng trên vòng 6 này luôn. Xong rồi cũng sợi dây này tiếp tục các bạn cho vô một hạt màu đen để làm mắt. Xong rồi sợi dây mình mới tiếp tục đi lòn về qua một hạt màu nâu, qua một hạt màu vàng, trở lại cái hạt màu vàng mà hai dây nằm đối đầu nhau á, nằm ngược chiều nhau. Đây qua đây, đó là mắt của nó. Rồi kế tiếp là dây bên phải mình đi lòn qua hai hạt phía bên tay phải. Xong rồi dây bên trái, mình mới cho vô một hạt màu nâu, hai hạt màu vàng, một hạt màu nâu, hai hạt màu vàng. Xong mình lòn dây qua. Mình được một vòng 6 hạt cơm. Bước kế tiếp mình lại đi lòn qua hai hạt phía bên tay phải. Dây bên phải đi lòn qua hai hạt phía bên tay phải. Dây bên trái mình mới cho vô là 3 hạt màu vàng. Dòng này mình lên 6. 1 2 3 xong mình lòn dây qua. Mình được một vòng 6 hạt cơm. Bước kế tiếp mình lại đi lòn qua hai hạt phía bên tay phải. Dây bên phải đi lòn qua hai hạt phía bên tay phải. Dây bên trái mình mới cho vô 3 hạt màu vàng, dòng này mình lên 6. 1 2 3 xong mình lòn dây qua. Mình được một vòng là 6 hạt cơm. Rồi bước cuối cùng của lớp này, mình sẽ đi lòn qua 3 hạt phía bên tay phải. Dây bên phải đi lòn qua 3 hạt phía bên tay phải. 1 2 3 xong rồi sợi dây phía bên tay trái mình mới cho vô một hạt màu vàng, một hạt màu nâu, xong mình lòn dây qua. Mình được một vòng 6 hạt cơm. Bước kế tiếp nè, dây bên phải mình mới đi lòn qua một hạt màu nâu bên phải nè. Dây bên trái mình mới cho vô hai hạt màu vàng, một hạt màu nâu, dòng này mình lên 5. Xong mình lòn dây qua. Đây. Rồi.
mình được một dòng 5 hạt cườm. Rồi bước kế tiếp, mình sẽ đi lòn qua 2 hạt phía bên tay phải. Dây bên phải đi lòn qua 2 hạt phía bên tay phải. Xong rồi, sợi dây phía bên tay trái á, mình mới cho vô là một hạt màu hồng nè, rồi một hạt màu nâu, dòng này mình lên 5, màu hồng này mình làm cái miệng đó các bạn ơi, đây như vậy. Rồi kế tiếp, bước kế tiếp, dây bên phải mình lòn qua 2 hạt màu nâu bên phải. Xong rồi, sợi dây phía bên tay trái mình mới cho vô 2 hạt màu vàng là 5. Xong mình lòn dây qua, mình được một vòng là 5 hạt cườm. Rồi bước kế tiếp, dây bên phải mình đi lòn qua 2 hạt phía bên tay phải. Xong rồi, sợi dây phía bên tay trái mình mới cho vô là 2 hạt màu vàng. 1 nè. 2. Xong mình lòn dây qua. Mình được một vòng 5 hạt cườm. Rồi bước kế tiếp cũng như vậy. Dây bên phải mình đi lòn qua 2 hạt phía bên tay phải. Dây bên trái mình cho vô là 2 hạt màu vàng. Dòng này mình lên 5. Đây mình được một dòng 5 hạt cườm. Rồi, bước cuối cùng của lớp này mình sẽ đi lòn qua 3 hạt phía bên tay phải. 1, 2, 3. Một, hai nè, ba. Xong rồi mình mới cho vô thêm một hạt màu ca màu vàng nữa là 5. Dòng này mình lên 5. Rồi bây giờ mình sẽ đi chốt dòng nè các bạn. Mình sẽ đi chốt một dòng 5 hạt cườm là gồm có 5 hạt màu vàng. Cái hạt màu hồng này nè, mình bỏ ra. Mình không tính cái hạt màu hồng này vô. Bỏ ra. Mình chỉ lấy hạt màu 1, hạt 2, hạt 3, 4, 5 hạt màu vàng này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ chốt lại cái vòng 5 hạt. Mình buộc lại luôn các bạn. Buộc lại để cho cái phần mà hạt màu hồng á nó bị nhô ra. Tại vì hạt màu hồng làm cái miệng của nó mình không có tính vô.
mình làm mình sẽ cho nó nhô ra phía trước. Đó, mình buộc dây lại vậy xong rồi. Xong rồi mình mới đi lòn qua một hạt này nè. Một hạt vàng phía trước. Để lên cái phần thân. Đó, mình kéo vô. Kéo vô như vậy. Rồi. Bây giờ mình tiếp tục làm nha các bạn. Rồi. Nó như vậy nè, phải không? Rồi bây giờ mình sẽ cho vô sợi dây phía bên tay trái là 4 hạt cườm màu vàng. Dòng này mình lên 5. Cái này mình làm phần thân nha. Một, hai, ba, bốn nè, 4 hạt màu vàng. Xong mình lòn dây qua. Mình được một vòng là 5 hạt cườm. Rồi bước kế tiếp, dây bên phải mình mới đi lòn qua một hạt phía bên tay phải. Rồi dây bên trái mình mới cho vô là 3 hạt. 3 hạt màu vàng. Dòng này mình lên 5. Đây mình được một vòng 5 hạt cườm. Rồi mình cái hạt màu hồng nè mình bỏ ra nha. Mình mới đi lòn qua một hạt màu vàng phía bên tay phải nè. Xong rồi sợi dây phía bên tay trái nè, mình mới cho vô là 3 hạt màu vàng. Một, nhỏ tao Phúc ơi. 2, 3. Xong mình lòn dây qua. Đây mình được một vòng là 5 hạt cườm. Rồi kế tiếp. Kế tiếp mình sẽ đi lòn qua một hạt phía bên tay phải nè. Lòn qua một hạt màu vàng phía bên tay phải. Sợi dây phía bên tay trái mình mới cho vô là 3 hạt màu vàng. Dòng này mình lên 5. 1, 2, 3. Xong mình lòn dây qua. Mình được một vòng 5 hạt cườm. Rồi bước kế tiếp, bước cuối cùng của lớp này mình sẽ đi lòn qua 2 hạt phía bên tay phải. Đây như vậy. Là một hạt này nè với một hạt này. Xong rồi, sợi dây phía bên tay trái mình mới cho vô là 2 hạt màu vàng. Là dòng này mình lên 5. Đây mình được một vòng 5 hạt cườm.